Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Video hôm qua là video phân tích Bitcoin và anh coi chị xem thấy như thế nào ạ? Nếu thấy hay thì chị để lại ngay một cái comment tôi quan tâm bên dưới cái video này nha. Đây là video phân tích vàng, forex và chứng khoán Mỹ theo Bovman Perception. Và chúng ta cùng đánh giá lại những cái giao dịch chúng ta cùng đã vào trong một thời gian qua, đặc biệt là cái biểu đồ vàng và những biểu đồ kim loại quý khác. Tuần vừa rồi chúng ta cũng vào khá là nhiều những cái mã chứng khoán Mỹ nha, mã chứng khoán Mỹ, và thời điểm hiện tại những cái giao dịch quyết định chúng ta đã là hoàn toàn chính xác khi thị trường chứng khoán Mỹ đang hồi phục trở lại. Chúng ta cùng vào video thôi. Ok, chị còn chờ gì nữa mà không bấm ngay nút subscribe kênh YouTube và cái nút quả chuông kế bên để mà hoài ra những cái video tiếp theo thì anh chị sẽ nhận được thông báo và xem liền nha. Bây giờ chúng ta một chút 30 giây quảng cáo. Nếu anh chị muốn học kỹ hơn về phương pháp Bovman Perception thì anh chị có thể đặt sách Bovman tiếng Việt do chính Nhật Hoài dịch một cách chính quy, và anh chị có thể đặt sách bằng cách là vào cái link bên dưới, họ để bên dưới cái phần mô tả của video này hoặc là cái comment đầu tiên. Anh chị xem, điền vào thông tin cá nhân của anh chị và ngồi chơi xơi nước đợi sách giao đến thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi vào video thôi. Với thằng vàng thì rõ ràng trong tuần rồi Hoài đã có một cái kỳ vọng là giá vàng nó sẽ kéo ngược trở về đường trung bình, và hiện tại đây chính là cái kịch bản nó đi theo rồi anh chị. Vì sao? Đơn giản, khi giá bắt đầu tiến ra xa khỏi đường trung bình và anh chị thấy nó bắt đầu ở quanh cái khu vực này. Rõ ràng nó đang gần đường trung bình đúng không ạ? Quanh những cái khu vực này là gần đường trung bình. Nhưng khi bắt đầu nó tiến lên trên xa lên như cái mức này, quanh cái khu vực cao ở trên này, thì rõ ràng đây không phải là gần đường trung bình nữa mà là xa đường trung bình rồi anh chị. Bắt đầu tiến ra xa khỏi đường trung bình. Và khi nó tiến ra xa khỏi đường trung bình thì nó sẽ chịu một cái lực hút ngược trở về. Của chính cái đường trung bình đó. Càng tiến ra xa thì cái lực hút của đường trung bình nó sẽ càng mạnh và nó sẽ càng kéo giá ngược trở về. Đó, trong quá khứ nó cũng đã thể hiện rất là nhiều lần như vậy rồi. Cho nên mỗi lần mà giá tiến ra xa khỏi đường trung bình, Hoài khuyến nghị là anh chị không nên giao dịch. Khuyến nghị là anh chị không nên mua đuổi theo giá nữa. Và đặc biệt khi nó chạm cái khoảng cự quanh 2080, chính là cái đỉnh trước đó nè. Tua về trước là như thế mà, đó, chính ngay cái đỉnh trước đó luôn. Rõ ràng đây không phải là thời điểm hợp lý để mua vàng. Tuần trước không phải là thời điểm hợp lý để mua vàng. Và hiện tại có phải là thời điểm để mua vàng hay không? Nhiều anh chị khi thấy giá kéo ngược trở về đường trung bình rồi, chúng ta vẽ được cái đường xuống như vậy, mừng quá, chúng ta có thể vào một cái lệnh mua khi giá break lên trên. Không phải nha anh chị, không phải áp dụng một cách máy móc như vậy là hợp lý. Anh chị để ý, khi giá kéo ngược về đường trung bình, đúng là nó có kéo ngược đó, nhưng cái con sóng kéo ngược này là một con sóng giảm rất là mạnh. Là một con sóng giảm gần như là đổ xuống á, đổ rơi xuống, chứ không phải là một con sóng kéo xuống bình thường. Những con sóng kéo ngược thoải bình thường thì nó sẽ có độ dốc thoải thôi, vừa phải thôi, khoảng 45, cao hơn 45 độ nha. Nhưng mà khi mà nó đã xuống tới 50 mấy độ, 60 độ nè, nó đã dốc xuống như vậy rồi thì là cái lực bán nha, cái lực rớt xuống nó rất là mạnh. Cho nên khả năng nó hồi phục trở lại sau khi một cái đoạn giảm như thế này là rất thấp. Cho nên chúng ta không vào những con sóng kéo ngược như thế này nha anh chị. Anh chị nhớ, những con sóng kéo ngược mà có những thanh nến dài nè, có những thanh nến giảm lớn, những thanh nến giảm là lớn hơn những thanh nến tăng á, và đặc biệt là cái độ dốc của nó rất là cao, thì chúng ta nên tránh vào lệnh, chúng ta nên bỏ qua. Và thời gian sắp tới Hoài nghĩ là vàng nó sẽ bước vào một cái giai đoạn đi ngang, chứ nó khó mà nó hồi phục mạnh trở lại quanh cái khu vực này lắm. Vì sao? Vì cái đà bán tháo cũng khá là mạnh và nó cần cái thời gian lâu hơn, tích lũy lâu hơn để nó có thể hồi phục trở lại. Khả năng hồi phục vẫn là có, nhưng mà không phải là ngay bây giờ, cho nên chúng ta nên cần phải đứng ngoài, chúng ta quan sát nhiều hơn. Vàng tạm thời chúng ta chưa làm được gì cả anh chị, đứng ngoài nha. Ok, chúng ta với bây giờ chúng ta cùng phân tích những cái cặp tiền khác. Ok, với dầu cũng vậy. Cái nhận định của Hoài, anh chị xem lại cái video phân tích vàng forex cách đây 2 tuần, anh chị sẽ nghe một cái nhận định của Hoài, nghe lại một cái nhận định của Hoài, đó chính là khi mà cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó bắt đầu nó bước vào cái giai đoạn thỏa hiệp, không phải cuộc chiến nào cũng kéo dài mãi mãi đâu anh chị, nó sẽ bước vào cái giai đoạn thỏa hiệp. Và khi mà giai đoạn thỏa hiệp nó đang diễn ra thì những cái phản ứng của thị trường giống như là vàng tăng, dầu tăng chẳng hạn, thì cái phản ứng nó đã xảy ra rồi và nó đã diễn ra trên thị trường rồi. Cho nên bây giờ thị trường nó không còn cái lý do nào nữa, đúng không ạ? Nó không còn cái lý do nào nữa để mà nó tăng thêm nữa. Ví dụ như vàng hoặc là dầu, nó không còn lý do nào nữa.
trước khi chiến tranh xảy ra, và khi mà cái tin tức về chiến tranh đang lấp ló xuất hiện trên thị trường đó, thì cái lý do vàng để mà dầu vàng và dầu tăng rất là mạnh mẽ, vàng và dầu tăng rất là mạnh mẽ, và chứng khoán Mỹ lúc đó là nó giảm rất là mạnh. Nhưng khi mà tin tức nó đã xuất hiện ra rồi, tin tức xuất hiện ra rồi, thì cái động lực để mà vàng tăng tiếp nữa lại không còn nữa, dầu cũng vậy, và cái đà giảm của chứng khoán Mỹ sẽ bị chững lại và nó bắt đầu hồi phục. Và bây giờ chính là cái kịch bản nó đang xảy ra đó anh chị. Người ta hay nói cái đó gọi là mua tin đồn bán sự thật đó. Khi mà vẫn còn tin đồn thôi thì chúng ta nên mua vào, để mà thị trường nó còn cái lý do để nó tăng tiếp. Nhưng khi sự thật đã xuất hiện trên thị trường rồi, khi sự thật đã xuất hiện trên thị trường rồi, thì thị trường nó không còn lý do nào nữa để nó có thể tiếp diễn cái đà tăng đó. Cho nên chắc chắn nó sẽ không tăng nữa, hoặc là nó sẽ thậm chí là sẽ đảo chiều giảm trở lại. Đó chính là cái cơ chế của thị trường đó anh chị. Với thằng dầu cái đà giảm của nó rất là mạnh nha, tăng lên tới tận tới 130 và giảm thẳng ngược trở về quanh vùng đáy là quanh 94 luôn. 130 rớt thẳng xuống vùng 94, và đây chính là biểu đồ ngày nha anh chị. Biểu đồ ngày mà có những cái đà giảm mạnh như thế này thì rõ ràng đây không phải là một cái xu hướng tăng bền vững nữa rồi. Và thậm chí hiện tại nó đã xuyên qua đường EMA, mặc dù hiện tại đang quay ngược trở về, nhưng mà rõ ràng đà giảm nó không, đà tăng này nó không phải là một đà tăng bền vững, cho nên chúng ta tiến hành chúng ta đứng ngoài nha anh chị. Đừng có cố gắng vẽ cái đường xu hướng xuống như vậy, ép xuống như vậy rồi tiến hành vào một cái lệnh mua ngay tại cái thanh này, không có chuyện đó xảy ra anh chị nha. Không có cái chuyện là giá nó sẽ hồi phục tăng ngay trở lại ngay tại thời điểm này, bởi vì cái đà giảm nó rất là mạnh rồi, và hiện tại thị trường nó không còn lý do nữa để nó tăng nữa. Ok, với dầu chúng ta đứng ngoài, với kim loại quý hiện tại chúng ta đứng ngoài. Bạc cũng vậy, bạc thì nó sẽ có một cái cơ hội cao hơn một chút xíu, cơ hội hồi phục cao hơn một chút xíu, bởi vì cái đà giảm của nó không có quá lớn. Những cái đường đỏ này là Hoài vẽ trong tuần trước nha, là cái kỳ vọng của Hoài là và bạc nó sẽ quay trở lại giảm, điều chỉnh quay trở lại đường EMA và nó bắt đầu hồi phục sau khi nó phá lên khỏi cái đường xu hướng này. Anh chỉ có thể vào một cái lệnh mua đối với bạc khi giá break lên trên đường xu hướng. Đây như là cú ném với đường xu hướng, chỉ cần một thanh nến tăng đóng cửa nữa thôi là chúng ta có thể vào lệnh được rồi. Nhưng mà trong bối cảnh vàng dầu và vàng dầu như kim loại quý nó không có tăng á, thì Hoài nghĩ là kèo bạc nó không có xác suất cao lắm đâu, anh chỉ có thể vào chơi thôi, hoặc là vào 1/2 vị thế thôi. Đôi khi á, trên biểu đồ nó sẽ có những cái tín hiệu vào lệnh rất là đẹp, nhưng mà cái bối cảnh thị trường chung nó không có tuân theo cái câu chuyện mà tín hiệu nó đưa ra. Ví dụ như vàng nó đang tăng thì anh chỉ có thể mua bạc được, nhưng mà khi mà vàng nó đang chững lại và đang giảm thì anh chỉ mua bạc nó không phải là một kèo hay lắm. Ok, với UG thời điểm hiện tại mua đồng đô la là ok nhất anh chị. Mua đồng đô la hoặc là mua chứng khoán Mỹ là rất là ổn. Đô la đang tăng rất là mạnh, thể hiện qua tất cả những cặp tiền UG, USD, USD đều tăng trưởng mạnh hết. UG là tăng trưởng mạnh nhất. UG là tăng trưởng mạnh nhất. Và khi mà nó đã tiến ra xa khỏi đường trung bình như vậy rồi thì sao ạ? Rõ ràng đây không phải là thời điểm lý tưởng để chúng ta mua vào nữa. Rất có khả năng nó sẽ giá nó sẽ giảm ngược trở về. Nó sẽ giảm ngược trở về đường EMA, đường EMA tiến lên như vậy. Và nó tạo ra một cái giai đoạn đi ngang tích lũy, hoặc là một giai đoạn giảm, điều chỉnh giảm tích lũy trước khi nó có thể tăng hồi phục trở lại. Và khi mà làm sao chúng ta có thể xác định được thời điểm khi nào nó tăng hồi phục trở lại? Đó là thời điểm mà nó thoát ra khỏi cú nén cái gì nữa, đúng không ạ? Thoát ra khỏi cú nén. Bây giờ cú nén gì thì chúng ta chưa biết nha. Cú nén gì chúng ta chưa biết, chúng ta chờ đợi. Ok, Hoài sẽ nói về thằng USHF. Những cái thằng USHF đều đang hồi phục rất là tốt. Và chúng ta có thể tiến hành mua vào những cái đồng U này. Ok, với thằng USHF thì chúng ta cũng chờ đợi một cú nén anh chị. Chờ đợi cú nén với đường xu hướng. Cái đường xu hướng này nó hơi dốc xuống nha. Đường xu hướng này nó hơi dốc quá nên nó cũng không có đẹp lắm. Nhưng mà cái tín hiệu tăng giá của nó lại xuất hiện từ cái việc là nó đã phá vỡ khỏi cái vùng đi ngang rất là dài, đi ngang kéo rất là dài từ lâu rồi. Và đây là lần đầu tiên mà nó phá được cái vùng kháng cự này, cái vùng đi ngang này. Cho nên Hoài cũng có kỳ vọng vào một cái đợt hồi phục ha. Cũng có kỳ vọng vào một cái đợt hồi phục của thằng USHF. Anh có thể tiến hành vào một lệnh mua khi giá break lên khỏi đường xu hướng, hoặc là nó break luôn cái đường kháng cự ngang này nha. Cái đường kháng cự ngang này nè, khi nó break luôn cái đường kháng cự ngang này, chúng ta có thể tiến hành vào thêm một cái lệnh mua nữa. Đây là cái chiến lược anh chị chia đôi vị thế ra, và một cái lệnh mua khi giá break khỏi đường xu hướng, và vào thêm một lệnh mua nữa khi giá break khỏi cái đường kháng cự. Đó chính là thằng USHF, và anh chị nhớ chỉ vào lệnh khi nến đóng cửa nha. USD thì lại không có được tốt cho lắm. Thằng USD á, bởi vì
cái đồng đô la Canada nó đang hồi phục rất là mạnh, cho nên cặp tiền USD này đang lại giảm trở lại. Đô la Canada lại mạnh hơn thằng UG, thằng USD. Cái kỳ vọng tuần rồi vừa rồi của Hoài là thằng Canada này nó sẽ tạo ra một cái cú nén với đường kháng cự, cú nén với đường kháng cự nè, đường kháng cự kéo dài ra, và khi nó break lên khỏi cú nén này nó tạo ra một cái đợt tăng trưởng. Nhưng mà rõ ràng đây là không phải là kịch bản mà thị trường chọn, kịch bản nó không, thị trường không có chọn kịch bản này, thì chúng ta tiến hành, chúng ta giao dịch theo cái kịch bản khác. Bây giờ Hoài lại vẽ thêm một cái kịch bản khác được nữa, đó là kịch bản tạo ra cú nén với đường hỗ trợ bên dưới, tạo ra một cú nén với đường hỗ trợ bên dưới. Đấy, đường EMA bên trên nè, tiến xuống nè, ép dần nè, đây chính là cú nén với đường hỗ trợ, đúng không? Đấy, cú nén với đường hỗ trợ. Khi giá đóng cửa và lấp đầy khoảng trống trong cái cú nén này, chúng ta tiến hành vào một cái lệnh bán, kỳ vọng một cái đợt phá vỡ xuống của thằng USD. Đặc biệt là trong cái sự hồi phục của cái đồng đô la Canada thì chúng ta có thể tiến hành bán USD. Ok, hãy nói tiếp về cái thằng EU. EU là đi rất là chính xác theo cái kỳ vọng của chúng ta, kịch bản của chúng ta trong tuần vừa rồi. Những cái đường này là hồi vẽ trong tuần trước, nếu mà chỉ xem lại những video tuần trước anh chị thấy đây là những cái đường mà hồi vẽ trong tuần trước, kỳ vọng một cái kịch bản thị trường đang diễn ra. Và bây giờ thị trường nó đang đi theo cái kịch bản này, thì rõ ràng chúng ta sẽ có thể giao dịch theo cái kịch bản này. Chỉ cần giá break xuống ha, cái thanh nến này, chúng ta có thể sell stop dưới đáy nè, giữ lỗ phía trên đỉnh thanh nến, hoặc là chờ một cái nến giảm lớn hơn để chúng ta kỳ vọng một cái đà giảm của thằng EU. Ok, tiếp theo là GU. Đấy, GU lại kỳ vọng một kịch bản khác, là kịch bản nó hồi phục về đường trung bình. Thì đây nó cũng đang đi theo cái kịch bản này rồi, đúng không ạ? Đang đi theo cái kịch bản này rồi. Và hãy có thể vẽ được một cái vùng đi ngang nhỏ như thế này. Một vùng đi ngang nhỏ như thế này. Khi giá phá vỡ khỏi một cái vùng kháng cự, vùng hỗ trợ nè, nhưng mà nó lại không có giảm tiếp mà nó lại bắt đầu hồi phục ngược trở lại, thì chúng ta có thể vẽ được một cái đường đi ngang, một cái vùng base tích lũy. Đó, sau khi giá thoát ra khỏi cái vùng base này thì giá có thể giảm tiếp hoặc là đảo chiều tăng. Đó là mình chúng ta không biết, đúng không ạ? Đó chúng ta không biết thì chúng ta chờ đợi thôi. Ok, GU chúng ta thì hiện tại chúng ta nên chờ đợi anh chị. NU. NU hãy lại đi giống theo cái kịch bản trong tuần vừa rồi của Hoài vẽ. Tuần vừa rồi Hoài vẽ là giá nó sẽ tích lũy. Nó sẽ tích lũy bên dưới cái đường kháng cự và nó tạo ra cú nén với đường kháng cự. Thì đây chính là kịch bản mà thị trường nó đã đi theo. Thì bây giờ Hoài vẽ ra đó. Nó đi theo tạo ra cú nén với đường kháng cự chứ gì nữa, đúng không ạ? Đây chính là có thể tiến hành vào một cái lệnh mua rồi anh chị. Và cái dừng lỗ anh chị nên đặt thấp thấp xuống như này nha, bởi vì những cái thanh nến lơ lửng ở trên cao như vậy thì nó rất là dễ bị dừng lỗ. Anh chị có thể vào một cái lệnh buy limit ha, buy limit quanh cái khu vực là 0.685, dừng lỗ chúng ta đặt phía dưới đáy cụm nến này, kỳ vọng một cái đà tăng của NU trong thời gian tới. Ok, họ sẽ nói tiếp về thằng AU. Những cái video thực chiến này hay không nói kỹ, sẽ không nói kỹ nhiều về lý thuyết, giống như là trong những cái video hay hướng dẫn về phương pháp. Anh chị có thể xem lại những cái video hay hướng dẫn về phương pháp bottom and price action, hay sẽ nói rất là kỹ về lý thuyết. Còn ở đây là hoài thực chiến, cho nên những cái mà hoài thấy ngay trên video hoài sẽ nói cho anh chị. Còn về những cái lý do, những cái thắc mắc của anh chị thì anh chị có thể để lại comment hoặc là tham gia nhóm Telegram đặt câu hỏi. Tham gia nhóm Telegram mà để link bên dưới luôn, đặt câu hỏi trong đó, bàn luận với những anh chị em trong đó, thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta ngày càng chúng ta tiến bộ hơn. Với thằng AU này hoặc là kỳ vọng một cú nén với đường xu hướng nè, đường xu hướng hơi vẽ rồi, nhưng mà nó chưa tạo thành cú nén với đường xu hướng bao nhiêu hết, nó đã break lên trên đường xu hướng luôn rồi. Thì đó anh chị thấy trong cái cú nén với đường xu hướng này nó còn lại rất là nhiều khoảng trống, hay vẽ một cái đường tròn này, nhưng mà nó còn rất là nhiều khoảng trống, cho nên đây là một cú nén chưa đạt tiêu chuẩn. Bỏ qua nha anh chị ha, bỏ qua cái kèo này, không có giao dịch cái kèo này. Đây cũng là một cú nén, nhưng mà đây là cú nén không đạt tiêu chuẩn vì nó còn quá nhiều cái khoảng trống. Rất có khả năng cái cú break này nó sẽ trở thành phá vỡ giả và nó giảm ngược trở lại. Đó. Ok, sẽ nói về chứng khoán Mỹ. Rất là thú vị nha. Chứng khoán Mỹ lại đi theo đúng kịch bản hoài kỳ vọng. Cái đường xu hướng giảm hoài vẽ rất là lâu rồi. Cái đây 2 tuần ha. Và hãy có một kỳ vọng là mua một cái lệnh mua khi giá break lên trên khỏi đường xu hướng và đồng thời phá lên luôn cái đường EMA. Và đúng đó chính là cái con đường mà giá chọn. Chúng ta đã vào một cái lệnh mua, nếu anh chị nghe theo cái khuyến nghị của Hoài, anh chị đã vào được một cái lệnh mua ngay tại cái thanh nến này. Và hiện tại đang có khoảng 1 R lợi nhuận rồi.
Khi mà chị đặt dừng lỗ phía dưới đáy thanh nến này thì bây giờ chúng ta đang có một R lợi nhuận, đúng không ạ? Đang có một R lợi nhuận, và những thanh nến hồi phục này là những thanh nến rất là tốt. Chúng ta có thể tiến hành chốt lời một phần khi giá chạm quanh 4.600, và chốt lời toàn bộ khi giá chạm quanh 4.700. Nếu chị có gan thì chị gồng toàn bộ vị thế lên tới 4.700 luôn chúng ta mới chốt, bằng cách là chúng ta dời stop loss lên trên. Hồi sẽ có một video hướng dẫn cách dời stop loss như thế nào để cho nó đúng chuẩn. Ok, SPX thì chúng ta đang có lợi nhuận rồi nha, rất là ok ha. Nếu anh chị mà giao dịch theo cái phương pháp Bofferman của Hoài mà giao dịch trên thị trường crypto á, cũng đang kiếm được lợi nhuận rất là tốt ha, kiếm được lợi nhuận rất là tốt. Đây chính là một pin bar rất là mạnh nè, pin bar rất là đẹp luôn á, dễ không ạ? Pin bar rất là đẹp, và Hoài kỳ vọng sẽ có một cái đợt tăng trưởng sau khi giá tích lũy ha, tích lũy và hoàn thành cú nén bên trong cái chiếc hộp này. Bên trong cái chiếc hộp này thì đây có thể gọi là cú nén với đường kháng cự. Nói dài cho ra, nói cho đầy đủ luôn á, là cú nén giữa đường kháng cự với đường trung bình. Nhưng mà nói cho ngắn gọn lại thì đường trung bình nó luôn luôn tồn tại rồi, thì cú nén lúc nào nó sẽ có đường trung bình. Thì nó ngắn gọn lại là cú nén với đường kháng cự là gì, tự hiểu. Cú nén được tạo ra bởi đường kháng cự bên trên và đường trung bình bên dưới. Ok, cái thằng minh ba này là cũng là một dấu hiệu bullish rất là tốt nè, một cái dấu hiệu tăng giá rất là tốt để làm cái đuôi dài, cho thấy giá giảm nhưng mà bị phe mua ngay lập tức mua vào đẩy cho giá đóng cửa phía trên đó, tiếp tục chờ đợi giá hoàn thành cú nén với đường kháng cự và vào lệnh mua khi giá break lên trên cái cú nén. Ok, tiếp theo là cổ phiếu DUK. Hồi nãy họ mới nói là cổ phiếu Dominion Energy. Họ nhận thấy là cái nhánh mà năng lượng á, cái nhánh mà những cổ phiếu mà nhánh về energy á bắt đầu hồi phục, cho nên họ tìm những cổ phiếu về energy như là Dominion với lại Duke nè, DUK Energy. Đấy, thì chúng ta tiến hành mua vào những cổ phiếu đó. Anh chị hình dung đây chính là cú nén gì không ạ? Đây chính là cú nén với đường kháng cự nè, đúng không ạ? Đấy, rất là dễ dàng thôi, đường kháng cự họ vẽ ra rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta chờ đợi với đường kháng cự, cú nén với đường kháng cự tiến hành tạo thành cú nén đó, tích lũy thật là chặt chẽ. Và khi nó break lên trên, chuẩn bị nó break lên trên và đóng cửa một thanh nến cuối cùng, chúng ta không nhất thiết chúng ta phải đợi một thanh nến break hoàn toàn chúng ta mới vào lệnh nha anh chị. Chúng ta chỉ cần đợi cái cú nén này nó tích lũy đủ chặt chẽ và có một nến tăng đóng cửa thôi là chúng ta có thể tiến hành buy stop phía trên đỉnh thanh nến đó rồi. Chúng ta không nhất thiết phải chờ giá break lên rồi chúng ta mới mua, thì lúc đó nó hơi muộn nha anh chị. Chỉ cần chờ một nến tăng đóng cửa và khi cái cú nén nó đã hoàn tất. Và anh chị thấy là những cái thanh nến nó tích lũy đủ rồi. Tích lũy đủ rồi và không còn chỗ trống để nó tích lũy thêm nữa, chúng ta mua vào kỳ vọng một cái đợt tăng trưởng lên tới vùng 114. 114. Ok, còn gì nữa không ạ? Còn một cổ phiếu cuối cùng, đó chính là mã BLDR, Builder First Source BLDR nha anh chị. BLDR. Đấy, kịch bản tuần vừa rồi hay vẽ là giá tích lũy bên dưới đường xu hướng này đã tạo ra cú nén với đường xu hướng và nó break lên trên để chúng ta có tiến hành mua vào, và nó giá nó đã đi theo đúng theo kịch bản của chúng ta. Xóa bớt những cái đường đi là anh chị sẽ thấy cú nén được với đường xu hướng được hình thành rất là tốt, và đây chính là thanh nến chúng ta chọn để đặt lệnh, cũng là một thanh pin ba luôn. Bây giờ nó đang có một chút lợi nhuận, chỉ là một cái tiến triển khá là tốt đó, chúng ta hãy canh chốt lời quanh vùng 88 đến 92. Ok, trên đây là video phân tích vàng forex và chứng khoán Mỹ theo price action. Anh chị thắc mắc bất kỳ cặp tiền nào để lại comment bên dưới, sẽ nhận được trả lời comment của Nhật Hoài hoặc là một comment tôi quan tâm bên dưới video này, và bấm nút subscribe kênh YouTube nha. Xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.